Hôm nay chắc cũng mười mấy đài truyền hình quay trực tiếp không? Rồi và để tiếp theo xin mời các chị và các bạn cùng thưởng thức với sự trở lại tiếng hát của nam nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nữ nghệ sĩ Hà Như. Dạ kính thưa bà con cô bác và các anh chị, kính thưa gia đình, Lê Tứ và Hà Như còn đi hát phục vụ cho đoàn nữa. Bây giờ thì để trước khi ra về thì Lê Tứ xin chia buồn cùng với gia đình, gửi đến cho tất cả quý bà con cô bác và các anh chị một lớp giọng cổ được trích đoạn trong Dạ Cái Lương rất nổi tiếng được mang tên Bên Cầu Dệt Lụa. Dạ xin mời nhạc sĩ ạ. Dạ, dạ kính chào công tử. Kìa tiểu thơ, trong tình cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn dân, tôi đâu dám dân, mà làm sao tôi dám dân trước tâm chân thành cao cả mà tiểu thơ dành tặng cho một kẻ đã sang cờ. À trai thân lỡ là không trần trong cuộc đời gia cha bà mẹ vinh nhục đã quá nhiều, tôi vẫn còn dám sánh học đời như những trang nghĩa phụ ngày xưa đã cắt tóc mang lấy tiền tiền chồng lại kinh ăn thi đi mơ hành trang trang chưa một thông tình và số bạc mòn em đã chát chiêu trong những ngày nắng sương tầng tao. Trọng trao tay ân cần đưa tiền kẻ đăng trình. Gửi gắm vào đầy tâm sự của riêng mình, em đã dám vừa quê muôn bến cầu vượt quang vì nặng nghĩa cả bản hổ tên đề làm rằng dám tông tổ, em không dám mong cùng ai vui đầu xương tùy. Nếu chàng nghĩ thương chốt nghĩa thương tri xin với cha em hãy nhẹ điều ân quán quỳnh nga ơi ta nghẹn ngào trước ý tình nàng tha thiết qua bị nói gì đấy khi mình vẫn cắt đôi tay. Công tử còn đây, đây là chiếc áo lụa kết bằng tơ tâm sự mà đêm tận đêm em đã có thần đôi bóng
tháng giờ cho rồi chiếc áo hồ kịp buổi lai chân. Đường lai chân xa biệt nhàn sương gió, chàng hãy mặc vào cho ấm lúc dèo sương. Lòng chỉ dòng chàng ơi xin hãy nhớ, áo lụa nghèo phải thay bằng áo trắng nguyên. Quần ơi nhận được trong tay ta nghẹn ngào muốn khóc, rừng rực lỡ yêu đương ta nguyện cùng ai thề vẹn giữ tình. Nàng đã sưởi ấm hồn ta trên muôn dòng trường đình, tay ôm áo ấp vào trong ngực mong thưa mật mà đã nén vào từng kẽ tóc chân ta. Giữ mãi bên mình mắt áo lùa ta nhớ hoài thời nàng ta cũng la lai trong nỗi đắng cay có nhiều vị ngọt hương nồng. Công tử xin đừng nặng quá ngưng thời đi ngô đuôi với cha già. Không không quần ngái sợ bất nghĩa cha em với ngọn đồi hiền đoạn trong Và Cái Lương được mang tên Thiếu Phụ Nam Sương. Im đi, dạng ra nàng hãy nghe ta hỏi đây. Ba năm trường nơi chiến địa sông pha, không lúc nào ta quên vui lòng nhớ con thương vợ nào có ngờ đâu. Vì không chịu nổi gió đông xe lạnh, nàng đã cùng ai âm thầm sẽ gối chia chăn mà dòng phụ ân tình. Nếu không lời trẻ ngây thơ ta vẫn cho lòng chung thề, lời tục nói không say quá là khó lường nhẫn tâm độc hồ. Đầu ta mốc sưng tử bao giờ ta cứ ngờ rằng bền cha kiên trinh. Trường Lăng ơi xin giờ hãy nghe thêm nói. Im đi, im đi, đừng nói nữa. Đã đường hối già về nhà họ trẻ, đời tục xưa nay đã nói không sai. Trời ơi quang hóa tâm lòng này thề chứ con làm sao bài tỏ ác quá. Xin
ta dần già vô vô để đem về, ta đồng toán trẻ gian thu. Chờ anh cứ ngờ em một già là dâm phụ. Ôi quang nhục tề, nhờ nước sông hoàng mới rửa sạch nước kia. Hãy đi chụp khuôn mặt ta đi đi. Trường Lan, thiệp đi đây. Thiệp đi đây. Hiền Thế, Hiền Thế, Hiền Thế ơi, khi ngọn nến thắp lên, vừa nhìn bóng cha con chập chờn hiện lên trên vách, ta chợt hiểu ra chàng giang phu lại là chiếc bóng in trên vách lá mà nàng chỉ bóng vỗ con khi trẻ đòi cha than khóc vừa đêm trường. Mẹ ơi, ghen giận đã làm hồn ta đắm đuối không chịu xét suy nghĩ đã ly bị ta đoạn trường, tay vòng bổn đi tìm nàng khắp chốn. Bù rung rầy đớn đau nghe buồn ta khóc, ghen giận nhỏ nhen giết người giả hiền tính liệt. Hiền Thế ơi, ta muốn chớ theo đàn. Ông ơi biết đâu, con biết đâu, con bắt chờ đông đưa mẹ ơi. Trời ơi, con của tôi từ đây mắng mẹ. Và như xin chân thành cảm ơn quý bà cô bác và các anh chị nhiều. Và bây giờ em xin kính chào tạm biệt. Rồi cảm ơn hen. Hát hay hơn tôi luôn.